Xin chào các bạn. Cũng khá lâu rồi, hôm nay mới có thời gian để lên đài truyền hình VTC24 để hướng dẫn cho các bạn về kỹ thuật trồng nấm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loài nấm có một cái giá trị kinh tế khá cao. Đấy là nấm mối. Nó khá là khó nuôi trồng bởi vì nó đặc trưng là phải sống cộng sinh với một số cái loài mối. Nó phụ thuộc vào cái hệ vi sinh vật để phân hủy cellulose và lignin ở trong cái hệ tiêu hóa của con mối. Thế nên là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái môi trường dinh dưỡng và cái phương pháp để nuôi trồng được cái nấm mối mà hiện nay một số nơi như Trung Quốc người ta đang nuôi trồng cái nấm mối đen, và mình thì đặc trưng là cái nấm mối trắng được tìm thấy ở rất nhiều các cái tỉnh thành từ miền Bắc đến miền Trung đến miền Nam. Cái môi trường nó cũng sẽ tương tự nhau, nhưng mà cái giải nhiệt độ thì mỗi loài nó một khác. Thế nên là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nấm mối trắng. Môi trường dinh dưỡng để nuôi dạy nấm cấp 1 như sau: 250g khoai tây, 20g peptong, 20g đường gluco, 20g aga, 1g KH2PO4, 1g MgSO4, 10mg vitamin B1, 2ml B-complex trên 1 lít nước và pH là để tự nhiên. Chúng ta thực hiện như sau: khoai tây gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ, đun sôi 20-25 phút để chiết lấy nước, thêm đủ 1 lít, sau đó cho các nguyên liệu còn lại vào khuấy đều, rồi rót vào các ống nghiệm để hấp thanh trùng. Nếu hấp ở cái nồi hấp có áp suất nhiệt độ 121 độ C thì thời gian hấp là 45 phút, hấp ở nồi bình thường thì thời gian là 2 giờ đồng hồ tính từ lúc sôi, với lượng môi trường là 10-20ml trên một ống. Sau đó để nguội ở trong tủ vô trùng cho đến nhiệt độ phòng thì chúng ta cấy giống. Có 3 cái phương pháp để phân lập giống cấp 1 gồm: 1. Thu thập bào tử nấm rồi cấy trên thạch. 2. Là phân lập sợi nấm có sẵn trong tổ mối. 3. Là phân lập từ mô cây nấm trưởng thành. Để thu thập được bào tử nấm thì chúng ta thực hiện như ở trong video này. Sau đó chúng ta cấy trên môi trường thạch. Chúng ta dùng que cấy vô trùng để lấy cái bào tử nấm rồi là di vài đường trên cái bề mặt thạch như video đang hướng dẫn. Sau đó chúng ta ươm nuôi trong điều kiện bóng tối, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C cho đến khi mà cái bào tử nấm nó phát triển thành hệ sợi. Phương pháp này thì sẽ bị nhiễm khá nhiều, nhưng các bạn cứ yên tâm là sẽ làm nhiều cái đĩa như thế này thì sẽ có những đĩa nó không bị nhiễm, hoặc là nó bị nhiễm ít thì chúng ta phân lập lấy cái sợi nấm sạch để cấy truyền sang cái môi trường khác. Phương pháp thứ hai là chúng ta phân lập cái sợi nấm có sẵn ở trong tổ mối. Khi mà các bạn đào vào cái tổ mối lên thì sẽ thấy rằng có những cái hệ sợi nấm nó phát triển như trong hình này, thì chúng ta phân lập lấy để nuôi trên đĩa thạch. Thứ ba là chúng ta phân lập cái mô từ cái cây nấm trưởng thành. Thì các bạn lấy những cái cây nấm nó không già quá thì chúng ta sẽ lấy cái mô thịt của nó để mà nuôi cấy trên môi trường thạch. Ở trong cái video trước mình đã hướng dẫn các bạn phân lập cái mô nấm ở những cái loài nấm ăn khác ấy. Các bạn xem lại thì sẽ biết được cái phương pháp để chúng ta thực hiện. Sau đó chúng ta ươm nuôi ở trong bóng tối với nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C. Môi trường dinh dưỡng để nuôi cấy giống cấp 2 như sau: 40% thóc, 20% mùn cưa, 25% cám gạo hoặc cám lúa mì, 10% bột ngô, 3% đường ăn hoặc đường gluco, 2% thạch cao, độ ẩm 65% và pH để tự nhiên. Ta thực hiện như sau: thóc thì ngâm từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ, sau đó rửa chua rồi luộc cho nó chín đến khi hạt thóc nó lứt ra, sau đó chúng ta chuẩn ẩm đến 65%. Như trong cái video ở trong danh sách phát mình đã hướng dẫn rồi, các bạn xem lại thì sẽ biết được cái phương pháp để chúng ta làm cho nó cụ thể hơn. Sau đó thì chúng ta trộn đều tất cả cái nguyên liệu trên rồi chuẩn ẩm lại đến 65%, sau đó đóng túi khoảng 500g rồi đút lút bông rồi chúng ta hấp thanh trùng. Sau đó chúng ta để nguội đến nhiệt độ phòng rồi chúng ta cấy truyền. Chúng ta ươm ở trong điều kiện không có ánh sáng và nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C cho đến khi mà sợi nấm nó ăn kín cái bịch môi trường. Môi trường để nuôi trồng nấm như sau: mùn cưa 30%, thân hoặc lõi ngô 30%, 10% bột ngô, 20% cám gạo, 3% bột đậu tương hoặc 10% bột khô đậu tương, 2% đường ăn, 1% CaCO3 trong bột nhẹ, 1% vôi bột, chuẩn ẩm 65% và pH để tự nhiên. Nguyên liệu trên chúng ta thực hiện như sau: thân hoặc lõi ngô
có thể là khô hoặc là tươi. Chúng ta nghiền nhỏ có kích thước từ 3 đến 4mm, rồi sau đó trộn với mùn cưa, chuẩn ẩm 70 đến 75%, rồi ủ lên men dưới nắng từ 20 đến 25 ngày, đảo đều 3 đến 4 lần để hệ xạ khuẩn phát triển. Chúng ta lưu ý rằng cái đống ủ phải thông thoáng khí và cái nhiệt độ phải đạt từ 65 đến 75 độ C trở lên thì mới đảm bảo cho cái hệ xạ khuẩn phát triển và nó phân hủy cái cellulo và lignin là cái dinh dưỡng cho nấm mối phát triển. Sau đó chúng ta trộn đều tất cả những cái nguyên liệu trên, chuẩn ẩm lại 65%, rồi đóng bịch và hấp thanh trùng. Chúng ta để nguội đến nhiệt độ phòng, sau đó chúng ta cấy giống. Chúng ta ươm nuôi ở trong điều kiện không có ánh sáng, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C, cho đến khi sợi nấm ăn kín đáy bịch, thì trong vòng khoảng 30 ngày. Sau đó chúng ta chọn những cái nơi đất sạch sẽ, thoát nước tốt, đào rãnh sâu 40-50cm, xé bỏ cái lớp ni lông của cái bịch phôi, rồi đặt xuống, sau đó lớp đất sạch dày 3-4cm, tưới ẩm, pH đất 5,5-6, nhiệt độ duy trì 27-30 độ C. Chúng ta duy trì cái nhiệt độ từ 27-30 độ C và cái độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là từ 8-10 độ C, độ ẩm không khí 90%, ánh sáng khoảng 300 lít, ánh sáng và bóng tối theo tỷ lệ 1-2 hoặc tốt nhất là 3-7. Ánh sáng 300 lít có nghĩa là các bạn hình dung là nó là cái ánh sáng phòng, chúng ta có thể đọc được sách, đơn giản như vậy thôi. Sau đó khoảng 20-30 ngày sau thì nấm nó sẽ mọc. Chúc các bạn sẽ nuôi trồng được những cái cây nấm mối nó to như của anh Sebastian này nhé. Xin chào các bạn. Sau đây mình đưa lên một số cái loại hóa chất mà mình sử dụng để nuôi trồng cái nấm mối để các bạn tham khảo. Thứ nhất là cái Pepton, đó là cái thịt thủy phân. Một cái lọ có khối lượng 450g này là vào khoảng 170-200.000. Thứ hai là cái muối KH2PO4, một cái lọ 500g này nó vào khoảng 150.000. Thứ ba là cái magie sulfat MgSO4, cái lọ 500g này rơi vào 195.000. Thứ tư là cái vitamin B complex thì chúng ta mua ở hiệu thuốc, cái loại một hộp 50 ống này rơi vào 45-50.000. Thứ năm là vitamin B1, chúng ta cũng dùng dạng nước, mua ở hiệu thuốc, một cái hộp như thế này thì cũng rơi vào khoảng 100.000, được 50 ống. Thứ sáu là bột nhẹ CaCO3, chúng ta đừng có nhầm lẫn với bột đá vôi nhé, đây là bột nhẹ nó khác nhé. Nó rơi vào 3-4.000 một kg. Nếu mà chúng ta mua lẻ thì có thể đắt hơn một chút. Tất cả những cái loại này chúng ta đều mua được dễ dàng ở trên Shopee hoặc là ở các cái cửa hàng bán vật tư thí nghiệm. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái nội dung sau. Chào các bạn.